Cuối tập trước, Tiêu Viêm đã so đấu với nhị trưởng lão Phần Viêm Cốc. Đấu kỹ hai bên va chạm tạo ra một cái lỗ đen khổng lồ hút vạn vật. Rất may là cốc chủ Phần Viêm Cốc có thực lực mạnh mẽ. Ông ta mở ra một khe nứt không gian rồi trục xuất lỗ đen vào khe nứt. Sức mạnh mà Tiêu Viêm vừa thi triển khiến cho ông đánh giá rất cao. Theo ước định ban đầu, Tiêu Viêm đã chống đỡ được 10 chiêu mà vẫn chưa ngã xuống. Hắn giành được tư cách nhận truyền thừa Thiên Hòa Tam Huyền Biến. Chuyển cảnh trở lại Gia Mã Đế Quốc, sau nhiều thời gian vắng mặt, thì Mỹ Đô Toa lần nữa được đưa lên sân. Vẫn dáng vẻ xinh đẹp đó, nàng ta đang thay cho Tiêu Viêm làm chức vụ thủ lĩnh của Viêm Minh. Viêm Minh và một tông môn có tên là Sư Minh Tông đang liên minh với nhau. Sư Minh Tông cũng là một thế lực rất lớn, ngoài mặt đồng ý quy phục, nhưng e rằng vẫn ẩn chứa hiểm họa. Mỹ Đô Toa cũng nhận được lá thư và một viên đan dược lục phẩm mà Tiêu Viêm đã gửi đến. Có đan dược, nàng ta lập tức muốn bế quan để chữa trị linh hồn. Về phần Tiêu Viêm, hắn được dẫn vào mật thất nhận truyền thừa đấu kỹ Thiên Hòa Tam Huyền Biến. Quá trình nhận truyền thừa tạo ra động tĩnh tương đối lớn. Xung quanh hắn xuất hiện một quả cầu sức mạnh liên tục phát ra ánh sáng. Điều này làm cho Hòa Nhi bất ngờ, bộ đấu kỹ giống như được sáng tạo ra để dành riêng cho Tiêu Viêm vậy. Đường Chấn kể lại nguồn gốc của Thiên Hòa Tam Huyền Biến. Năm xưa trên đấu khí đại lục từng xuất hiện 5 vị cường giả đấu thánh đỉnh cấp. Thủy Tổ sáng lập Phần Viêm Cốc là Phần Viêm Lão Tổ chính là một trong số đó. Ba người còn lại lần lượt thuộc về các thế lực là Cổ Tộc, Khôn Tộc và Đàn Tháp. Người cuối cùng lại thuộc về Tiêu Tộc tên Tiêu Huyền. Tiêu Huyền là bạn tốt của Phần Viêm Lão Tổ, cũng là người sáng tạo ra bí pháp cao cấp Thiên Hòa Tam Huyền Biến. Tiêu Viêm và Tiêu Huyền đều cùng họ với nhau. Điều này làm cho hai cha con Đường Chấn hoài nghi giữa hai người có mối liên quan đến nhau. Sau khi đã lĩnh ngộ xong đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng không ở lại thêm nữa. Hắn còn nhiều việc phải làm nên muốn rời đi. Đường Chấn e ngại hắn sẽ lạm dụng đấu kỹ quá nhiều nên nhắc nhở hắn. Tuy rằng Thiên Hòa Tam Huyền Biến có thể gia tăng sức mạnh trong thời gian ngắn, nhưng mà năng lượng nhận được lại vô cùng cuồng bạo. Hắn phải cân nhắc sử dụng hợp lý và tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Lần này ngoài Mỹ Đỗ Toa được lên sóng thì Tiểu Y Tiên cũng quay trở lại. Tiểu Y Tiên và Hân Lam đang chạy trốn. Kẻ địch sử dụng đấu kỹ thuộc tính băng hàn. Bọn chúng dựng lên nhiều khối băng ngăn cản phía trước khiến tốc độ chạy trốn bị chậm lại. Nhờ vậy mà bọn chúng nhanh chóng đuổi kịp. Kẻ địch là ba tên thanh niên. Thông qua việc bọn chúng vẫn còn sử dụng đôi cánh để phi hành, ta có thể đoán được rằng cảnh giới của bọn chúng là đấu hoàng. Tiêu Y Tiên dùng vài chiêu đánh cho ba tên truy đuổi đi xuống đất làm bạn với Jun. Được biết đám người truy sát là người của băng Hà Cốc. Biết bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua, Tiêu Y Tiên chủ động ở lại chặn đường tranh thủ thời gian cho Hân Lam rời đi. Về phần Tiêu Viêm, hắn cần phải di chuyển qua không gian trùng động nên đã quay lại Liễu Gia, đồng thời cũng hỏi thăm lai lịch của Hân Lam. Tên họ đầy đủ của nàng ta là Diệp Hân Lam. Vừa hay gia tộc của Hân Lam lại ở Đan Vực. Không gian trùng động đã được Liễu Kình chuẩn bị xong xuôi, hắn nhanh chóng rời đi. Trải qua một thời gian di chuyển cũng đến được Diệt Thành. Tin tức đầu tiên hắn biết được là Tiểu Y Tiên đang bị truy nã. Nguyên nhân có lẽ liên quan đến thể chất ách nan độc thể. Băng Hòa Cốc treo thường cực kỳ lớn cho những ai cung cấp được manh mối. Tiểu Viêm trực tiếp gỡ tờ giấy truy nã xuống rồi hỏi đường đến Diệp Gia. Lúc này, các trưởng lão Diệp Gia đang ngồi lại bàn bạc với nhau. Chuyện được bọn họ đưa ra thảo luận là để cho Hân Lam gả cho Tào Đan của Tào Gia. Nàng ta phản đối cuộc hôn nhân này. Trưởng lão phản đối, nếu có thể liên hôn với Tào Gia thì gia tộc sẽ thoát khỏi khó khăn. Ngày trước, Tiêu Y Tiên vì giúp đỡ bọn họ nên bọn họ mới còn ngồi đây hít thở không khí. Bây giờ Hân Lam đề nghị giúp đỡ Tiêu Y Tiên thì các trưởng lão lại mặc kệ. Việc sống chết của người khác không liên quan đến nàng nên đừng xen vào làm gì. Đại trưởng lão cũng quyết định mọi việc đợi liên hôn xong rồi tính. Để đề phòng sẽ không có biến cố xảy ra, bọn họ còn muốn nhốt Hân Lam ở lại Diệp Gia, đồng thời cũng không quên khinh thường Tiêu Viêm. Tự dưng bị réo tên, Tiêu Viêm lập tức lên tiếng đáp trả lại. Đừng nói là hắn, ngay cả động vật cũng sẽ không có hứng muốn giúp Diệp Gia bọn chúng. Hắn muốn Hân Lam dẫn mình đi gặp Tiêu Y Tiên, trưởng lão lập tức ra ngoài chặn đường. Tiêu Viêm nói ra yêu cầu đưa Hân Lam ra ngoài nhưng trưởng lão phản đối. Tiêu Viêm vẫn nhất quyết bảo vệ Hân Lam. Điều này làm cho lão ta tức giận. Tiểu tử này dám đến Diệp Gia làm càn. Hôm nay sẽ thay trưởng bối của hắn dạy dỗ hắn một bài học. Nói là làm, lão ta lập tức lao đến định đấm vào mặt Tiêu Viêm. Tiếc rằng đòn tấn công này lại quá yếu. Hắn tuyên bố lão ta chưa đủ tư cách.
vừa dứt lời liền tung nắm đấm đáp trả lại. Nắm đấm mang theo dị hỏa nóng rực. Rất may là trưởng lão đã nhanh trí lách đầu tránh né. Nếu bị trúng đòn, cơ thể chắc chắn sẽ bị thiếu đi cái đầu. Trải qua một lần sinh tử, trưởng lão bị dọi cho mềm cả hai chân phải quỳ sạp xuống đất. Ngay sau đó, đại trưởng lão cũng đi ra ngoài. Hắn tự ý xông vào Diệp gia, còn đánh trọng thương trưởng lão. Hành động này đã khiêu khích Diệp gia rồi. Dù bọn họ bây giờ đã suy yếu nhưng cũng sẽ không để cho người khác ức hiếp. Tiêu Viêm còn muốn đi tìm Tiểu Y Tiên nên không muốn ở lại tâm sự. Hắn thẳng thắn nói rằng nếu bọn họ muốn truy cứu thì cũng không có thời gian tiếp chuyện. Phía Diệp gia đáp trả những lời này bằng cách chặn đường để dạy cho hắn biết lễ phép. Đối mặt với sự vây công của hai trưởng lão, Tiêu Viêm trực tiếp lấy ra khôi lỗi đập cho hai trưởng lão nằm hít bụi dưới đất. Nam chính thành công giải cứu mỹ nhân, rồi đưa theo mỹ nhân rời đi. Tập phim đến đây là khép lại. Tiểu Y Tiên sẽ được giải cứu như thế nào? Các bạn hãy cùng mình đón xem diễn biến tập tiếp theo nhé!